xin chào các anh chị và các bạn hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 90 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp chủ đề của phần 90 này là sầu thủ chiền sầu thủ tức là sầu thôi có nghĩa là cái tay còn chiền là căng hoặc là chật nhưng mà sầu thủ chiền cái nghĩa cái nghĩa đằng sau của nó tức là nghĩa bóng của nó thì có nghĩa là túng tiền hoặc là kẹt tiền sầu thủ chiền Chúng ta lưu ý nha, sầu thổ thì có nghĩa là sầu thôi. Thổ đây là một cái từ đệm vào phía sau thôi. Ví dụ như mu là gỗ mà mu thổ cũng là gỗ. Hoặc là sữa là mấy cái hòn đá, mấy cái cục đá đó, chữ thạch đó. Nhưng mà sữa thô cũng là cũng là đá thôi. Ná chỉ sữa thổ tà chứ gì tới chèo. lấy cục đá đập vào chân của mình có nghĩa là gậy ông đập lưng ông gì đó. Rồi mình muốn nói đây tức là từ sữa thô. Từ thổ đây có nghĩa đệm vào thôi ha, sầu thổ chiền có nghĩa là cái tay rất là căng, nghĩa bóng của nó có nghĩa là kẹt tiền hoặc là túng tiền. Đầu tiên, xin mời các chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước một lần, à, đọc một lần từ từ và một lần nhanh hơn một chút. À, để xem mình nắm bắt được nhiều không, sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào. 手头紧，我这几天手头紧，手机先不买了。这里的“手头紧”是钱不够用的意思。老王问老李借钱，老李不好意思说不，于是他对老王说：“我昨天买了手套，买小了，你知道是什么感觉吗？”老王问。 什么感觉？老李回答：“手头紧呐、啊。”老王明白了，不再问老李借钱了。手头紧，我这几天手头紧，手机先不买了。这里的“手头紧”是钱不够用的意思。老王问老李借钱，老李不好意思说不，于是。 他对老王说：“我昨天买了手套，买小了，你知道是什么感觉吗？”老王问：“什么感觉？”老李回答：“手头紧呐、啊。”老王明白了，不再问老李借钱了。Và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe được nhiều không ạ? Bây giờ mình giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. sầu so thổ tiền. So mấy hôm nay tôi hoặc là tôi mấy hôm nay cũng được, sầu so thổ tiền tức là bị kẹt tiền. thiên mình hoàn toàn có thể nói là 這幾天,我 cũng được. Những cái từ mà chỉ về thời gian á có thể đứng liền trước hoặc liền sau chủ ngữ được, như vậy ngay chỗ này mình hoàn toàn có thể nói là thiên sầu thổ chiền cũng được không sao cả mấy hôm nay tôi bị kẹt tiền sầu chí sen mua mày là cái điện thoại á, điện thoại di động sầu chí sen là trước hết mua mày là trước hết là không mua nữa điện thoại di động thì trước hết sẽ không mua nữa trở lì tơ sầu thổ chiền cái cụm sầu thấu chiền ở đây à, cái tay mà bị căng á à, sơ chén của câu dung từ đi sơ có nghĩa là tiền không đủ dùng chén của câu dùng tức là tiền không đủ dùng chén của câu dung từ đi sơ có nghĩa là có ý nghĩa là tiền không đủ dùng quân, lão quản quên lão lý che chén lão quản quên lão lý che chén ông vương có hỏi ông lý để mượn tiền quân, lão quản quên lão lý che sẻn hai cụ già cũng tương đối lớn tuổi mà thân với nhau thì có thể đặt từ lão và với đằng trước cái họ còn nếu trẻ thì đặt chữ tiểu ví dụ hai người này còn trẻ tuổi thì sẽ là xèo quản quên xiao li che sển che sển còn già rồi thì dùng lao hoàng. còn khách sáo với nhau thì lớn tuổi hay trẻ tuổi ngay chỗ này mình cũng có thể đổi bằng cái từ sen sơn quản sen sơn quên li sen sơn che chúng ta lưu ý nha, từ lão là để xưng hô giữa những người lớn tuổi với nhau à, một cách cũng thân thiện Lào quản với lão lì che sẻn ông vương hỏi ông lý để mượn tiền lão lì bố hào y sư số lão lì bố hào y sư số lão lì là ông lý bố hào y sư là bằng một cái từ trong tiếng việt duy nhất thôi đó là từ ngại lão lì bố hào y sư số ông lý ngại nói không nói cái từ bu đó là không rồi lão lì có ý sư số so, bu ý sư là vì thế tha là so. ý sư, tha là so. vì thế ông ấy mới nói với ông vương chó thiên, là sổ chó thiên, hoặc là chó thiên cũng được như nãy mình vừa mới nói thời gian, trạng ngữ chỉ thời gian có thể đứng liền trước hoặc liền sau chủ ngữ như vậy ùa chỗ then có thể nói là chỗ then của mài lên sầu thao đã mua cái găng tay sầu thao là cái găng tay để mình đeo á với ừ, nhiều mục đích khác nhau mãi xèo lên mua nó bị nhỏ nì chứ tao sư cảm giác mà ông có biết cái cảm giác nó thế nào không Nì trí tao sư sống mơ càng Mà ông có biết cảm giác thế nào không? À, lào quảng quên Sống mơ cành cảm giác thế nào? lão liều khỏe tả à, Ông Lý mới trả lời Sầu thổ chiền na Sầu thổ chiền na Cái tay nó bị căng lắm Lào quản miễn vai là Ông Vương ông đã hiểu được vấn đề Miễn vai là minh bạch Tức là hiểu được vấn đề Hoặc là hiểu ra vấn đề Lào quản miễn vai là Ông Vương đã hiểu ra vấn đề bủ trai quên lão lì che chén là à, Không hỏi ông Lý để mà mượn tiền nữa Từ trai đây có nghĩa là nữa Bố trai quên lão lì che chén là Không có hỏi ông Lý để mượn tiền nữa à, Thì đây là một cái cách nói à, Một cái câu chuyện kể vui vui cho chúng ta thôi Chứ nếu mà mình không cho người ta mượn tiền Mà mình còn nói cái kiểu đó cũng rất là dễ à, Hiểu lầm, dễ giật nhau, dễ xa nhau đấy rồi, ờ, nhưng mà ở đây ý nó muốn nói một điều á là chúng ta làm quen với cái cách dùng từ hơi lạ lạ này tức là sầu thủ chiền có nghĩa là kẹt tiền rồi mấy mốt ví dụ như ai mượn tiền mà mình, mình cứ nói thẳng luôn cái chị thế của sầu thủ chiền tôi của chị của nặng băng này, xin lỗi không thể giúp anh được à, như vậy là vừa rồi mình đã giải thích xong cái nội dung của bài sau đây xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe lại người bản xứ người ta đọc một lần nữa. À, nếu mà có thể thì mọi người hãy nghe đi nghe lại nhiều lần càng tốt. khi nào mình thuộc luôn mình kể ra được luôn thì rất là thành công.手头紧. 我这几天手头紧,手机先不买了.这里的手头紧是钱不够用的意思.老王问老李借钱.老李不好意思说不. <laughs> 于是他对老王说：“我昨天买了手套，买小了，你知道是什么感觉吗？”老王问：“什么感觉？”老李回答：“手头紧呐、啊。”老王明白了，不再问老李借钱了。祝 mọi người học thật là vui và hiệu quả, chúc mọi người cùng với người thân và gia đình. vượt qua mùa dịch bệnh à, xin chào mọi người